Trở lại với các bản tin đáng chú ý trên khắp thế giới trong ngày lễ chiến sĩ trận vong ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại Nepal, hình ảnh không khác gì những ngôi chợ ngoài đường ở các tỉnh lẻ và kể cả khu vực ở trong thành phố khi những người dân họ không còn một cái phương tiện nào để mua bán nữa thì họ để đây ở ngoài đường và ngồi ở ngoài đường để bán. Hôm nay là đã hơn một tháng kể từ khi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Nepal. Nỗi bàng hoàng lo sợ của người dân Nepal vẫn được tiếp tục và bây giờ đa số đều đưa ra câu hỏi đến bao giờ, đến bao giờ thì đời sống của họ mới trở lại bình thường đây. Một tháng trời qua, cả một vùng đất trống, những sân vận động của Nepal đã biến thành những căn lều làm nơi trú ngụ của hàng ngàn người dân. Các trẻ em là những thành phần vô tội tội nghiệp nhất mà bây giờ người lớn cũng không biết phải làm gì. Họ mỗi một ngày việc làm thì không có ở đâu ra mà có việc làm. Còn chờ đợi chính phủ hỗ trợ thì cũng nhiều khó khăn. Giờ đây thì những người dân tội nghiệp Nepal cho biết họ chỉ nhờ vào sự hỗ trợ viện trợ của quốc tế và hy vọng với chính quyền tham nhũng nepal này ít nhất thì họ cũng rót một số các ngân sách ngân sách này bao gồm tái thiết thành phố mà chỉ có những công việc tái thiết thành phố thì mới có những việc làm cho những người thanh niên này mà thôi còn những người phụ nữ thì họ không biết được phải làm gì ngoại trừ là mỗi ngày đi tìm nước đi nấu cơm cho con cái với những người nào có được tấm, tấm lều là còn may mắn đó thưa quý vị còn có những người như quý vị nhìn thấy những hình ảnh đó họ đã ngủ ở ngoài đường cả tháng trời qua trở thành những người vô gia cư mà những người có nhà cửa phải nói rằng thuộc hạng trung lưu ở Nepal bây giờ thì cũng lâm vào hoàn cảnh vô gia cư đời sống sau một tháng còn nhiều bi đát lắm có thể kéo dài cả hàng năm tới nữa. Chính phủ Mã Lai vào sáng ngày hôm nay đã tìm thấy một mồ chôn sơ sài cả trăm thi thể, thưa quý vị, có tất cả là 139 thi hài đã được đào thấy tại vùng biên giới giữa Mã Lai và Thái Lan và người ta tin rằng đây là thi thể của những người di dân bất hợp pháp đã bỏ tiền ra nghe lời những tên buôn lậu đưa họ vượt biên giới có thể là từ miến điện để vào mã lai thế nhưng sau khi đưa những người này vào thì bọn thái lan đã có thể là giết chết tất cả những người này rồi đào những nấm mồ sơ sài chôn xác họ chứ không phải là tìm cách đưa họ vào mã lai giờ đây thì chính phủ ở các nơi và kể cả Liên Hiệp Quốc tiếp tục lên án các hành động của những người di dân mà không nhận được sự hỗ trợ của chính phủ bao gồm Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan. Chính phủ Mã Lai hôm nay tuyên bố họ không tìm thấy bất cứ chiếc thuyền tị nạn nào ở ngoài khơi nữa. Thế nhưng họ nói thêm, những người mà họ đã nhận vào hôm cuối tuần vừa qua, những người này sẽ được ở lại Mã Lai trong vòng một tháng sau một tháng đó họ sẽ tìm cách hồi hương những người này và tiếp tục tạo thêm các áp lực của thế giới. Bởi vì họ nói rằng tình nhân đạo của con người ở đâu. Thế nhưng Mã Lai nói rằng họ lo sợ nếu mà họ đón nhận những người này tị nạn chính thức vào Mã Lai thì sẽ kéo theo tình trạng vượt biên của những người Rohingya đang bị đàn áp ở Miến Điện. Chính phủ Mã Lai, Nam Dương và Thái Lan nói rằng vấn đề chính hiện nay là giải quyết tận gốc rễ của di dân bằng cách là phải áp lực chính phủ Miến Điện phải chấp nhận những người này là những người dân hợp pháp của Miến Điện mà lâu nay từ khi chế độ quân phiệt được hình thành thì tất cả những quyền của người Rohingya không được công nhận. Người Rohingya ở tại Rakhine, Miến Điện không phải là người Miến, chính phủ đã tuyên bố như thế và ngay lập tức họ cũng nhận được sự ủng hộ của người dân Miến Điện nữa trong vụ kỳ thị chủng tộc. Ở tại thủ đô Sana của Yemen tiếp tục các cuộc đối đầu giữa quân chính phủ Yemen Houthi và các cuộc oanh tạc của các máy bay quân sự Ả Rập Saudi và sau một thời gian đình chiến để cơ quan cứu tế, uh, quốc tế cứu trợ những người dân của yemen giờ đây thì lực lượng liên minh do ả rập saudi lãnh đạo tiếp tục tấn công vào các căn cứ chiến sự của houthi phe hồi giáo theo shi hiện nay đang tìm cách lật đổ chính phủ và đã đẩy tổng thống yemen sống lưu vong ở ả rập saudi từ Ả Rập, từ Yemen, chúng ta bước sang Burundi, một quốc gia vùng Trung Phi. Lại thêm một biến động mới khi người lãnh đạo chống đối Tổng thống Kuruzitza là người Zedi Feruzi. Ông đã bị ám sát chết vào hôm thứ Bảy vừa qua từ những tay súng mà người dân tin là do phe chính phủ của Tổng thống Kuruzitza hành động để đàn áp phe đối lập. Thế nhưng những thanh niên của Burundi không hề sợ hãi. Họ đã kéo nhau cả ngàn người xuống đường tiếp tục biểu tình đòi Tổng thống ra phải tư chức và không được tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Phe đối lập với người lãnh đạo là Zeddy Fruzi trong thời gian qua đã vận động dân chúng xuống đường biểu tình và hôm thứ bảy qua ông đã bị ám sát chết gây thêm tình hình biến loạn cho đất nước vùng trung phi này trong đại hội điện ảnh quốc tế ở tại Cannes của Pháp đại hội điện ảnh quốc tế một trong những đại hội điện ảnh lớn nhất trên thế giới giải canh cọ vàng đã được trao cho một đạo diễn người pháp với cuốn phim di pan di pan là tựa đề của một cuốn phim đạo diễn người pháp thuật lại đời sống của một binh sĩ người sri lanka anh là một phiến quân của tham mô sau khi mà mệt mỏi sau chiến tranh thì người đàn ông này đã chạy được sang Pháp tị nạn. Nhưng mà trong thời gian ở đây thì ông gặp vô vàn các vấn nạn của xã hội Pháp. Mà cái cuốn phim này cũng nói lên một trong những vấn nạn của nước Pháp hiện nay là tại các vùng ngoại ô có rất nhiều những di dân bất hợp pháp ở nước ngoài đang sống và họ phải đương đầu với tình trạng tội phạm ma túy băng đạn mỗi một ngày. Người đạo diễn cuốn phim Vincent Linden thắng giải và bên cạnh đó ông Jack Odiard là đạo diễn của phim Deepan đã đoạt giải cành cỏ vàng Cuốn phim này cũng rất hay thưa quý vị, họ nói lên những cái vấn nạn không phải riêng của nước Pháp nữa mà người đạo diễn này đây, ông nói đây là cái vấn nạn của khắp nơi kể cả Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, nhất là những người cựu chiến binh từ chiến trận trở về mà không có bất cứ một cái sự hỗ trợ nào của chính phủ và từ đó ông phải vật vã đi tìm kiếm kế sinh nhai một cái điểm đặc biệt trong cuốn phim này thưa quý vị là người binh sĩ này sau khi đến được bến bờ tự do nhưng mà đương đầu với tình trạng tội phạm ma túy côn đồ đó thì y đã áp dụng những gì mà y đã học được trong lúc mà chiến đấu bên cạnh những chiến binh khác và dùng đó để làm một vũ khí trong lúc mà tranh giành nơi sống ở tại xã hội pháp hiện nay vâng ngoài ra thì cuốn phim đài loan mang tên là The Assassin kẻ ám hát sát cũng đã đoạt giải cành cọ vàng dành cho cuốn phim hay trong năm The Assassin quý vị cũng có thể tìm thấy uh, ra DVD hoặc là uh, một cái phương tiện uh, bằng uh, YouTube hoặc là trên internet The Assassin của đạo diễn đài loan và đó là những gì diễn biến trong ngày hôm nay và trong suốt 24 giờ vừa qua. Chúng tôi mời quý vị trở lại lúc 5 giờ chiều nay theo dõi một loạt các bản tin trong ngày lễ chiến sĩ trận vong. Và trong ngày hôm nay chúng tôi kính chúc quý vị một ngày thật là an lành bên cạnh người thân. Và chúng ta cùng đốt một nén hương lòng để nhớ đến những binh sĩ dù là Hoa Kỳ hay là Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ lý tưởng tự do và đời sống của chúng ta ngày nay. Hoàng Trọng Thủy cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Xin trân trọng kính chào.